Ok, hello anh em đã quay lại với clip của mình nha. Thì cũng đã khá là lâu rồi mình chưa có bình luận trở lại mọi người. Đó thì ngày hôm nay đó thì sẵn cái bên cho bạn kênh 32 nè mọi người. Nó vừa mới ra một cái server mới. Thì mọi người có thể thấy ở trước màn hình nó có tên là Boxmer nha mọi người. Boxmer. Đó vừa mới ra mắt ngày hôm nay 10 giờ sáng mọi người. Đó thì bây giờ mình sẽ review luôn xem cái server mới này sẽ có gì hay và hấp dẫn không nha mọi người ơi. Ok, thì bây giờ mình và em sẽ cùng đi khám phá này. Thì đây mọi người ơi, đây chính là cái server mới ngày hôm nay của chúng ta, Boxmer. Thì đây, và hiện tại thì cái sự kiện nó bên đây này mọi người, thử điểm danh này. Này thì bên mấy cái server cũ chúng ta thì nó cũng cho điểm danh kiểu mấy cái túi quà như vậy này mọi người. Đó. Đây đó mọi người sẽ nhận cái túi quà, và trong đây nó sẽ có đây kim cương nha mọi người. Thì mọi người sẽ được ngẫu nhiên là một K8 hoặc là 2K8, 3K8 này mọi người, 4K8, 5K8 với lại 6K80. Thì đây là bình thường mọi người sẽ điểm danh mà VIP 7 trở lên, VIP 5 với ta, VIP 5 là sẽ được 5K kim cương mọi người. Nên là em nào mà mở ra hai cái móc cuối thì mới lời được thôi mọi người. Còn ra lại bốn cái móc đầu là bị lỗ mọi người. Mà bù lại thì mọi người sẽ được cái vàng này mọi người. Và thứ hai nữa là cái quà điểm danh cường hóa mọi người, trong đây nó cũng có mấy cái đá tăng sao cho anh em cường hóa mấy cái cấp sao cao á mọi người. Và cuối cùng thì mọi người sẽ được cái đây vật phẩm quà điểm danh này mọi người. Trong đây thì nó có nhiều cái đạo cụ nha mọi người, trong đây kỹ năng này, đạo cụ này, rồi cái tá thức tỉnh, mảnh huy hiệu rồng nè mọi người, tinh thạch bét với lại cái tiếng mục cực hả, khá là nhiều mấy cái trong đây nè mọi người. Có số điểm danh nữa này, có thể giữ hạn đó mọi người. Ok, đó thì bây giờ mình sẽ đi review cái server này luôn nha mọi người. Không để mọi người đợi chờ lâu nữa. Nạp định mức ngày hôm nay nha mọi người. Bên server mới này nha mọi người. Đây, thì 10k nha mọi người. 10 sẽ được một cái con kỳ lân bà bảo này. Con này thì nó thuộc dạng sinh lực mọi người, trâu. Cũng thuộc dạng trâu mọi người. Đam nó khá là to luôn. K1 này. Này sinh lực nhiều hơn chứ ta. Này chắc phòng thủ chứ. Kiểu trâu bò mọi người. Còn 20k thì mọi người sẽ được 20 cái mảnh nộ này. Đá sao cực, tôi quà trưởng thành nha mọi người. 50k thì sẽ được một con thú cam tại bay tự do. Bét chấp bi kẹo bông này. Chéo chăn chung 1 nha mọi người. Và 100k thì mọi người sẽ được một cái set đồ cam tốc độ 200. Tóc là hoa ẩy hương nha mọi người. Khuôn mặt là tự khí đông, từ khi đâm lai và cái thân là hoài kim rũ tím mọi người. 200k thì mọi người sẽ được một con thú cam thời tiền sử thẻ mọi người, đó tỉnh siêu. Và 500k thì sẽ được cái trang bị đến 34 tuổi này, thú cam là thú cưỡi chó kéo xe nha mọi người. Rương bùa ngẫu nhiên là 37. Ok, nạp ban đầu ngay nè mọi người. Đây vật phẩm thì bên đây tuần này đó là cái sao nha mọi người, sao rau vậy đây, sách được cam và phiếu rút thưởng may mắn. Cái này thì mọi người sẽ đăng nhập vào cái web mọi người, có hướng dẫn này, nhập vào web và sau đó thì nó sẽ có cái lượt để mọi người rút thưởng may mắn, trong đó thì nó sẽ có nhiều phần quà trong đó mọi người. Ok, và tích lũy nạp cho mọi người ơi, 5k kim cương này, 10k, 15k này, 25k thì mọi người sẽ được một cái cánh cam cho mọi người, cánh mực đỏ này. Ok, tốc độ 120 nha. 50k mọi người sẽ được một cái dấu chân cam mọi người, chân con ong này, huy hiệu rồng. 100 kim cương thì sẽ được tinh luyện cao, rồi mấy cái quà này các kiểu đó mọi người. 150k, 200k thì sẽ được một cái quà ảo hóa tự chọn nha mọi người, chuyện thiết luôn. Đó thì trong đây có khá là nhiều cái ảo hóa xịn đó mọi người, cũng hiếm đó nha. Chú rỉ ha đi xì bo vào đây nè mọi người. Rồi mấy cái áo hóa này. Ok ha. Đây mấy cái túi quà còn lại nè mọi người. Tích lũy tiêu phí nha mọi người. 25k này, 50k, 60k, 80k này, 100k. Có đạo cụ này mọi người. 150k thì mọi người sẽ có cái quà trang bị game 33 tuổi nha. Và cao nhất là 220k kim cương tiêu phí mọi người sẽ được một con thuốc cam
vé báo biển nha mọi người. Trang bị cái 33 tuổi, một cái này là hai cái. Đây, và đến với cái sự kiện tích lũy đăng nhập ở server mới này thì mọi người sẽ được full cái set anh hùng nè mọi người, trong mắt vô á mọi người. Đây, đây thì ngày đầu tiên mọi người sẽ nhận được cái tóc mọi người, ánh sáng hòa bình nha, cam tốc độ 100 nha mọi người. Ngày 2 thì sẽ được cái phiếu rút thăm may mắn nữa này, và ngày 3 thì sẽ được cái khuôn mặt ý chí anh hùng này, số điểm danh. Ngày 4 có quà bé thiếu mọi người, túi quà cao cấp. Và ngày 5 mọi người sẽ được một cái thân, đó là đội trưởng Việt Nam nha mọi người. 6 này có mình bảo vệ nha mọi người. Ngày 7 thì mọi người sẽ được một cái quà vũ khí ngẫu nhiên tháng 4 đó, thì test nhân phẩm mọi người sẽ có tỷ lệ ra được vũ khí lì xì nè mọi người, siêu đau luôn. Là bánh kem nè mọi người, quá là xịn luôn đó. Ok thì đó, hên xui thôi mọi người. Phiếu rút thăm may mắn mọi người. Ok, tức là ưu đãi thì hiện tại đang bán cái bánh donut mọi người, thường nạp mỗi ngày này, một kim cương thì cũng mấy cái vật phẩm này thôi mọi người, không có đồ gì gọi là mới cả mọi người. Đây, ok, đủ tốt nha mọi người ơi. Đây thì mọi người mà đứng top bảng xếp hạng đây, đây top 1 mọi người sẽ được cái danh hiệu trùng cấp độ cấp mọi người, có nghĩa là đua level mọi người, đua level trùng cấp độ này. Thương tân thủ VIP nha, khảo level 12, trang bị ảo diệu ngẫu nhiên mọi người, quà thu cường ngẫu nhiên cao. Ok, ngày 2 hạng 2 thì mọi người sẽ được cái danh hiệu là thẻ cuồng ma thăng cấp mọi người. Thương tân thủ này, như cái danh hiệu quá mọi người. Đây, còn mấy phần quà thì chắc là sẽ xịn hơn nhiều rồi. Đây, và top 11 tới 30 nè mọi người. Hạt thi đấu này, danh hiệu trong thi đấu mọi người, bất tài thi đấu này, và thì là cao thủ thi đấu. Ok, 4 thẻ chuyên gia thi đấu nha mọi người. Cánh các kiểu này đó. Và 11 đến 30 thì mọi người sẽ được cái thuốc cường ngẫu nhiên mọi người, không có danh hiệu nha. Chiến này, đây top 1 mọi người sẽ được chùm lực chiến danh hiệu và skin cam thiếu niên mạnh nhất này. Ôi là trời đấy, nó trời phát không có cái skin này đâu mọi người. Thuốc cười tự chọn cần thiết nha mọi người, trang bị mộng mơ ngẫu nhiên. Hạng 2 thì sẽ được vô binh dự này, thuốc cười tự chọn đỉnh, trang bị mộng mơ. Hạng 3 thì sẽ được vua siêu cấp nha mọi người. Mấy cái thẻ trang bị 4 tuổi này khá là xịn mọi người, 4 đến 10 này. Ok, và cuối cùng là 11 tới 30. Trong tâm trí nha mọi người, danh hiệu mãi mãi bên nhau. Đây là top 1 này. Trong đây cũng có mấy gói đồ hiếm mấy mọi người. 2 đến 3 thì mọi người sẽ được thẻ vĩnh hằng. Ok, 4 đến 10 này, thành đấy nha mọi người. 11 tới 50 thì sẽ được chọn đời. Ok, vòng quay may mắn nha mọi người. Đây, vòng quay may mắn thì sẽ được sư tử mặt trăng, trang bị cái 33 tuổi này. Đó, con này là con bét mới á mọi người, mới ra mọi người. Bên cái bản chính thì cũng đang khá là hot mọi người. Này, tiến hóa tới hình thái cuối cũng khá là đẹp, ngầu mọi người. Hai bộ cầu vòng nha mọi người. Ok, và giới hạn đổi quà bên đây nha. Đây, thẻ đổi quà là VIP 3 mọi người. Mọi người sẽ được cái quà bé tự chọn này, tự chọn 2, tự chọn 3, tự chọn 4 thì xịn hơn nữa. Ok, 2999 thì được một cái dấu chân sơ 10 cái hả, chụp rút ngẫu nhiên. Mình chế tạo 5 tuổi mọi người. Đây, này thì tự chọn luôn nè, cũng khá là xịn nha. Rồi vũ khí tự chọn siêu nè mọi người, mà cày
3.000 mỗi 3.000 cái con này thì sẽ được mở trong đây test nha. Mà mấy vũ khí như gạt cao su hay phóng lựu đạn thì mọi có thêm ở test nhân phẩm ở trong cái cửa hàng một trong số á thì nó có tỷ lệ ra mà chứ lấy nó cũng không mắc mọi. Ok, đây một con thú cam mèo trắng Noel thức tỉnh. Mấy cái mảnh này thì nó cũng không có khác gì bên cái sự kiện bên cái server cũ ấy mọi người, làm liên tục nha. Mà bên đây nó có cái code nữa mọi người, tí nữa mình sẽ review sự kiện xong thì mình sẽ sao code cho mọi người xem luôn. Đây ngày 1 thì sẽ được tự thần áo trắng mọi người. Set này là cái set nào ta? Con mắt tự thần nha mọi người, cam tốc độ 200 nó mọi người. Đó, ngày 4 thì sẽ được cái thần nữa là full này, sứ giả tự thần. Cái set này thì khá là đẹp luôn mọi người. Ngày 5 mọi người sẽ được một cái cánh cam tốc độ thiên sứ này, chuyên vô level 7 nha. Ai vui góp thì là cái thẻ tiền tuổi thơ cô bị xinh sáng mọi người, vòng sáng song ngữ, vòng sáng bạch dương, vòng sáng market với lại vòng sáng cự giải nha mọi người, trong công quan đạo. Đây hiện tại thì mình đang nạp mà tốt nạp mọi người, mới review luôn á. Mà hiện tại thì đã có bạn nạp tới 8.800 kim cương rồi. Thôi trời, thưởng trong đây nè mọi người. Thì đã ra hung bạo thuốc cam nha, loạn thế anh hùng. Trong đây có skin đẹp này. Ngày 2 thì là được nước tiếng sang dầu. Được cái trang bị thùng khiết luôn nè, 5 tuổi mọi người. Thẻ vung tiền như nước, như rác mọi người. Vung tiền như rác rồi mà chồng. 4 tuổi nha mọi người. Và cuối cùng là 4 đến 10 mọi người sẽ được cái tiêu tiền như nước này. Tao vừa cực level 11. Quà giáp trang tự chọn này. Trang bị mộng mơ nha mọi người. Ok, rô đại ngày trứng vàng trận thắng thi đấu nè mọi người. Đây cũng bình thường nha, trận thắng xếp hạng thì đây mọi người đấu tới 140 trận thì sẽ được một cái quà giáp trang sơ 10 nha mọi người. Đó, được ngẫu nhiên một cái trong đây. Mảnh khí ước này, tăng cấp thuốc cưới mọi người, trang bị trứng bét yêu cưới là điểm thi đấu nhận luôn nha mọi người. Họ vòng quay nhân phẩm bên đây nha mọi người, hình như nó cũng giống bên kia thì phải mọi người. Nhìn liên tục này. Thôi tại là biết mấy ta. Nói thì tưởng online mọi người on đủ 60 phút thì sẽ được cái danh hiệu người chơi trung thành nè mọi người. Nó lấy cái danh hiệu này nè mọi người. Nhưng mà tích lũy đăng nhập. Wow, họ được free hẳn một cái trang bị ảo diện ngẫu nhiên luôn nè mọi người. Nó là sạch luôn. Còn ngày 3 này, ngày 3 cũng được một cái nữa. Ngày 7 cũng được một cái nữa nè. 15 cũng được nữa. Ôi là trời, xin cho chơi. Nhưng chắc có khả năng mà mọi người cài cái set, cái server này chắc có khả năng là được full set này luôn á mọi người. Ở xem nào. Và được tổng cộng mấy cái ta? Một cái, hai cái này, ba cái, bốn cái, năm cái mọi người. Nó có ở ngày 20 thì được một cái quà thuốc cưới tự chọn chung nữa nè mọi người. Khá là sạch luôn. Thuốc bét biến hình này. Còn như 4 cái chứ mấy hả ta? Thì sẽ được một cái cái ngẫu nhiên này trương tăng thủ mọi người. Trong đây thì có tỷ lệ ra thú hoặc là dấu chân cánh cũng có mọi người. Trang bị hoặc là áo hóa cam nha mọi người. Ok, năm cái, bốn cái với ta, bốn cái thì mọi người sẽ được cái còn ba món nữa hả, ba món nữa phụ xếp rồi. Cố gắng kiếm chồng tinh lý tiêu phí mấy cái cày về lâu về dài rồi từ từ nó sẽ đủ thôi. Lời hoa anh đào, hiện tại thì hôm nay đã là ngày 18 rồi, mà là ngày cuối của cái chuỗi sự kiện tuần nào. Ok, đó thì bây giờ mình sẽ update cái code cho mọi người sau một cái tí cái thưởng online bên đây mọi người. Đây, online đủ 5 giờ mọi người sẽ được 4 cái mảnh diệt trừ yêu ma nha mọi người. Ủa, nó cách chỗ nó hiện ta. Nó bị lỗi rồi hả? Cách vô mà nó không hiện mọi người. Đó thì skin cam này là lên rõ được nha mọi người.
Này thì đam thì phải 10 đam nha. Cứ không level 1. Chắc là mình tại mình chưa có bán cái nào rồi. Cái nhiệm vụ này. Ở đây, đó. Thì mọi người khiêu chiến nè mọi người. Bắn sau cái thì mọi người sẽ được có vũ khí pháo lần tài, cũng như là 50k kim cương, với lại được tặng Fury VIP 3 mọi người ha. Rồi nhận này. Rồi được Fury VIP 5 mọi người. À về Fury VIP 5 chứ mình nhầm. Đây, đó được tặng hẳn VIP 5 luôn, 50k kim cương, cũng như là cái vũ khí pháo lần tài này mọi người. Đó. Trắng vô luôn nè. Ok. Đó thì bây giờ mình sẽ nhập cái code nha mọi người, xài cái code ở bên cái server mới này luôn. Đây, thì đây mọi người. Code này thì nó chỉ có hiệu lực ở bên cái server mới này thôi nha mọi người. S7 Open 18 tháng 6 2023 mọi người. Này là server S7 mọi người, box M nha. Ok. Đó thì bây giờ mình sẽ đổi luôn. Thông báo xác nhận thành công rồi, nhận code, nhập code thành công rồi mọi người. Thì mình sẽ vào trong thư nha mọi người, thư để nhận. Đây. Đây cái code này mọi người, code thì trên đây nha. Đó. 12 cây cương. Túi quà lớn này. Tinh thạch bet. Rồi mấy cái túi quà đây này, số điểm danh. Bet 3B x2. Mấy cái mảnh đạo cụ này mọi người. Đó ok. Nhiều đó. Đó còn cái quà bên dưới này nè mọi người. Đây bên dưới đây là cái quà mình tăng tới VIP 5. VIP 5 mọi người. Mình gửi qua thử luôn. Ok mình sẽ nhận nha. Đó, chủ yếu thì mọi người sẽ được 12k kim cương thôi mọi người. Cũng không có gì nhiều đâu. Còn bên đây mà mọi người muốn lấy cái cốt ngon nữa thì mọi người sẽ làm cái sự kiện. Sự kiện ở trên web á. Xe cái gì á. Đó thì mọi người chỉ cần like rồi xong top một vài người bạn vô là sẽ có được cái code mọi người. Code đó thì nó sẽ xịn sò thôi. Còn cái này là mọi người sẽ được free. Toàn cái server này của anh em mọi người. Thì mấy bạn server mới là đều nhập được hết nha. Đó. Coi gia chung nha. Còn cái coi gia riêng á thì mọi người làm sự kiện thì mới có mọi người. Ok xong. Đây được điểm danh thêm một phát nữa nè mọi người. Cho mình mới lên VIP 5 nè. Đó, đây. Đó, thì đây là cái quà nè mọi người. Quá trời luôn. Bé thì như... Ủa, hiện tại mình chưa có đủ level để mở đâu mọi người. Trang bị ảo diệu nè một cái nè mọi người. Chút quà. Quá trời luôn. Ok, thì... ở đây nè. Ủa, cái gì đây? Đây, cái... trang bị game bao 2 một tuổi này, cái này như là mọi người sẽ được mấy ngày thì phải mọi người. Cái sách vàng này hả, sách công nghệ mọi người. Ok thì thôi chắc là mình sẽ đọc hộp sau chứ mình hiện tại cái clip này cũng khá là dài rồi mọi người ơi. Ok thì chắc mình sẽ làm một cái clip brief, mình sẽ đọc tất cả các phần quà trong đây mọi người. Đó thì mình sẽ update luôn và cũng như là cây cút một tí mọi người, xin xưa một tí nha. Đó. Chứ bây giờ cũng khá là dài rồi mọi người. Ok, đó thì hẹn mọi người clip tiếp theo nha. Bây giờ thì bye bye mọi người.